chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay hai bố con sẽ thử thách ăn một mâm sô-cô-la khổng lồ các bạn nhé. Các bạn thấy nhá, đủ các loại sô-cô-la luôn nhá. Thì chị ăn loại nào con? Rất là nhiều loại nhá, đây là tất cả các loại sô-cô-la mà... This one. Uh-huh. Thì ăn cái bé này này, cái trước này. Open this one. Open this one thì con open đi. Đây là sô cô la nhá, nó làm bằng trứng nha các bạn nhá. Đây này. Đấy. Đấy. Ở trong nó có đồ chơi các bạn nhá. Yeah. I'm squeezing chocolate. Chocolate. Yeah. Đây. Wow. Mình sẽ thử cái này các bạn nhá. Chocolate. Wow. Thử thách ăn một mâm khổng lồ xem thế nào các bạn nhá. We put all the chocolate in the table. À, đúng rồi. Đây các bạn này. Yummy. Mình sẽ thử cái này. Nó béo, thơm ngậy. Wow. Trong túi bé này có hai cái các bạn nhé. Yummy. Rất nhiều loại sô cô la các bạn nhé. Mình thích cái nào mình mua về mình ăn cái đấy. Để mình thử cái loại này xem thế nào các bạn nhé. Wow. Cái này có cái túi bé bé các bạn này. Daddy, one is squish. Cái loại này nó the the giống có cái mùi bạc hà các bạn nhé. Ăn vào nó nghe mùi bạc hà, nó the the nhưng mà rất là ngon. Wow, quả tròn này, tròn nhá. This is my favorite. Open it. Daddy, this is my favorite. Cái này nó có sữa nhiều lắm các bạn. Cái này là trẻ con rất là thích các bạn nhé. Kinder egg. Kinder egg
xin để ý. Và mommy has all the egg. Còn cái này nè. M&M. Mình mua đủ thứ mà, đủ các loại luôn. Cho vào một lần luôn các bạn nhé. Pink. M&M ngon lắm các bạn ạ. Ngon. Ok này nè. Dạ. Dạ. Anh ấy bạn. Wow. Đây cũng sô cô la các bạn nhé. Đây. Wow. Đây, nó cũng có trẻ em rất là thích ăn cái này các bạn nhé. Cheers, daddy. Cheers, daddy. Cheers. Hết rồi. Daddy, just say me, daddy. Just say me chocolate. Mình ăn xem cái này. Wow, rất là đẹp các bạn. Cái này quá béo à. Mình thử cái này nhé. Nó có trong hộp có từng túi bé bé các bạn. Cô ấy mình em là nó cả. Anh cảm thấy rất là ngon các bạn nhé, phê lắm này. Cái này ngon này. Oreo. Oreo. Cái này ngon lắm các bạn. Nhiều loại giờ không biết ăn cái nào các bạn ạ. Để mình xem thích cái này. Chocolate. Đây, bạn nhé. Màu hồng. Cái này ngon. Đây, để mình thử mấy cái này xem thế nào các bạn nhé. This is wow. Tiny sushi. This is super sour. This is super sour. This has sugar in the candy. Don't like it. It's super sour. Nó chua chua ngọt ngọt các bạn ạ. Mình thử xem có cái nào mình chưa ăn. Cái này. Ăn nhiều sô cô la là vẫn say đi các bạn nhá.
Ai mà không ăn được là say đấy. Còn cái này nữa, hình như cái này là đậu phộng các bạn nhé, nhân đậu phộng á. Wow. Có nhân lạc ở trong nó thơm lắm các bạn. Có nhân đậu phộng nó thơm lắm. Viên đất sinh nhá, nhỏ dinh sinh. Sự nó béo. Sự món này. Rất là ngán các bạn nhá, béo quá, quá béo. Cái này thì trẻ em rất là thích các bạn nhá. Daddy share it with chocolate. Mình vẫn thích cái này các bạn nhá. Oreo nhỉ. Cái gì con? Oreo. Oreo. Oreo ạ. Oreo. Oreo là ăn daddy. Cái này hả? Dạ. Mà dính vào nhau các bạn nhé. Đó. Wow. Wow, này giống biết có cái nào mình chưa ăn được không? Mình sẽ thử hết. Vì bánh này mình chưa ăn này. Wow. Thơm. Can it smell? Thơm. Thơm. Normal. Mm.
Các bạn thấy không? Này. Này, nó sô cô la màu hồng đẹp không? My favorite is mình là look like oranges, look like sushi. Look like marshmallow. Thật sự là rất là béo quá bạn á, quá béo. Cái gì đấy? Em chọn cái lon cà phê. Mời các bạn nhé, rất là thích. Nó ngán lắm các bạn, thật sự đấy. Mình ăn cũng nhiều rồi đấy. Ngán lắm. Mình thấy cái này cũng trẻ con nó thích nhé các bạn nhé. Mình ăn vào cảm giác cũng rất là thích. Muốn gì ăn? Ăn cái này mau béo lắm các bạn nhá. Các bạn nào mà ăn được là nên ăn sô cô la cho béo nhá, nhanh béo nhá. Ăn cái này nhanh béo lắm. À rồi. Nhiều quá không biết ăn cái nào nữa. There's a lot of chocolate in the candy. Wow. Cái bánh nó gói rất là đẹp các bạn nhé. Yummy. Mình thấy cái này ngon các bạn này. Nó có nghe mùi bạc hà nhé. Nó gói rất là đẹp các bạn nhé. À. Thật sự là ăn hết nổi rồi các bạn ơi. Ăn nhiều ấy, cái này ăn nhiều là rất là say các bạn nhá. Say sô-cô-la đấy. Mình không thể ăn được nữa. Chịu hết nổi rồi. Sắp hết rồi. Sắp hết rồi. Thôi clip hôm nay hai bố con xin dừng ở đây các bạn nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của hai bố con.
Các bạn nhớ like, share và comment video ở phía dưới nhá. Đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh để nhận video mới nhất các bạn nhá. Em mình say bye đi con. Bye. Bye.